Với tài chính 25 triệu 500 ngàn đồng thì các anh em sẽ không thể bỏ qua cấu hình combo này. Và đầu tiên là đôi loa G4000. Đây là phiên bản loa cây nhiều đường tiếng, đặc biệt là trong cái dòng loa cây mà Bass 30 thì rất là hiếm khi được trang bị một cái cặp loa nó nhiều đường tiếng, nó đủ độ nét và chi tiết như đôi loa G4000 này. Hấp dẫn của cặp loa G4000, chúng ta có thể nhìn thấy vừa rồi em đã bỏ tấm mê căng ra thì hệ thống loa của nó thì được trang bị. Với cái phiên bản mới nhất năm 2022 thì được trang bị thêm một cấu hình loa chung đường kính 16 này. Đương nhiên là giải tần số loa chung cao, chúng ta sẽ có hai chung đường kính 16 và một con chung trầm đường kính 20, vẫn là một truyền thống đặc biệt và ấn tượng của cặp G4000 rồi. Không thể thiếu đi là giải siêu chép và cộng với 3 chép màng giấy đi kèm. Một con Bass 30 phía dưới, đây là gần mút xốp nhá. Giá tổng thể của cái cấu hình combo này thì nó đặc biệt là đôi G4000 này, nó cho chúng ta khai thác max lên được 700W, đó là công suất định danh, công suất mà đạt đến cái ngưỡng gần như nhà sản xuất đưa ra để chúng ta có thể là biết được cái thông số để chúng ta sử dụng. Còn thường thì gia đình chúng ta đánh không gian 35-40m², chúng ta chỉ khai thác khoảng 250W là quá đỉnh rồi. Chiều cao là 1m15 phân, em nói luôn cái thông số chiều cao để các anh em có thể là hình dung luôn đôi loa cây này ta có thể vào cái không gian nhà mình nó như thế nào. Với cái bề ngang là 36, sâu 30 và màu đây là màu vân gỗ tự nhiên kết hợp với mặt trước là nền đen. Cặp loa này đang có giá bán là 9 triệu đồng. Trong cấu hình combo này thì không thể thiếu loa siêu trầm. Đây là cục loa siêu trầm Monster Bass 30 mà chúng em giới thiệu, và đây là khách hàng ưu tiên đặc biệt để cho mình cục loa siêu trầm này vì hình thức nó đẹp. Kích thước của nó là 40x40x40. Bass 30 phía trước là ban mặt phía trước và sử dụng công nghệ mạch class AB, và con này cho ra công suất maximum được 500W, đánh trong không gian nhà 25-30m², 40m², 50m², hỗ trợ rất là tốt cho giải siêu trầm từ khoảng độ 30Hz cho đến 50, 60, 70, 80. Nó sẽ giúp cho cái việc mà nối thêm cái giải tần số thấp của đôi loa. Đây là bộ sản phẩm đến từ thương hiệu Wigwood, toàn bộ đồng bộ thương hiệu luôn. Thì các anh em sẽ có thêm một cái chiếc đẩy liền vang X22 Pro DAC Limited Time, một trong những cái chiếc đẩy liền vang số sử dụng trong phân khúc karaoke gia đình rất rất chuyên nghiệp. Chúng ta có thể bóc vỏ lớp siêu đi để thôi em đẩy dành để khi nào em lên nhà bác khách hàng em trên Bắc Giang em mà ưu tiên bác để bóc. Để tầm siêu thì màn hình nó hơi mờ một chút, nhưng mà vì lý do đẹp chúng ta phải ưu tiên. Màn hình hiển thị đầy đủ thông số như là mức độ volume, ngưỡng của effect, ngưỡng của mic và ngưỡng của music, và đi kèm với nó là một vài tính năng như chỉnh tông nhạc này, chỉnh tông mic này, music này, là chỉnh effect ở phần effect này, và có rất nhiều những ngõ vào. Chúng ta sẽ có cổng quang Bluetooth USB. Nói chung là con này đầy đủ tất cả các cổng kết nối, các anh em yên tâm kết nối với điện thoại thông minh, kết nối với máy tính bảng, kết nối với TV thông minh, kết nối với đầu đĩa CD đều được hết. Công suất max 1000W, nó có thể đánh hai đôi loa cây như G4000 này để các anh em trong không gian rộng hơn nữa. Bộ mic không dây VK3-1 là bộ mic không dây đi kèm để chúng ta có thể hát karaoke, và đặc biệt là nó đồng bộ thương hiệu, cũng như là bộ mic là bộ mic phân khúc cao cấp của hãng Wigwood rồi, cho ra lời ca tiếng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng, không phải mất quá nhiều hơi, quá nhiều sức cho cấu hình combo này khi có bộ mic 3-1. Và em sẽ quay đằng sau một chút để chỉ các anh em về cách chúng ta mua một bộ dàn âm thanh. Máy quay có thể quay lại gần đây một chút. Mua một bộ dàn âm thanh về, chúng ta băn khoăn lo lắng là không có kỹ thuật đến tận nơi setup thì cái việc mà chúng ta kết nối như thế nào. Đây là bộ thiết bị âm thanh liền vang, nên là cái bộ đẩy liền vang, nên là cái việc mà kết nối nó rất là đơn giản. Đấy. Kết nối rất đơn giản, chúng ta chỉ hình dung được đây là cái dây, hệ thống dây của, em sẽ tăng nguồn của đẩy đi. Đây là hệ thống dây của mic không dây thì chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống dây này và lấy trực tiếp tín hiệu từ cái đầu thu mic, lấy tín hiệu từ khi chúng ta hát karaoke, có nghĩa cái lời của chúng ta nói ra sẽ thu và đi vào đường in mic của cái chiếc đẩy liền vang X22 để bắt đầu nó xử lý trộn lẫn pha thêm echo, thêm reverb và trộn vào nhạc để chúng ta hát karaoke nó khớp nhau hơn. Và phía bên dưới thì chúng ta sẽ có hai đường lưu trích ra loa và hoặc hai cầu đỏ đen. Chúng em sẽ thường tư vấn các anh em về cách có cầu đỏ đen này để cho nó dễ dàng tháo lắp và dễ dàng kết nối. Đen là âm, đỏ là dương, quy luật rồi, bao giờ nó cũng vậy. Cũng như là chúng ta xác định đường in là vào và out là ra, thì đường in chúng ta một là sử dụng đường cổng quang ở đây, hai là sử dụng cái đường AV. Còn đường ra sub thì nó sẽ có đường ra sub out và center out, chúng ta sẽ cắm đường sub. Vậy thôi, một cái thiết bị liền vang như thế này nó tối ưu được tốt về cái việc chúng ta kết nối sử dụng. Nó dễ lắm, nó dễ gần như là ai cũng có thể làm chủ được cái bộ cấu hình combo này. Còn về phần sub điện thì chúng ta sẽ có cái cổng kết nối như là đường in vào của sub đây. Ta sẽ kết nối đường in đây và cắm nguồn vào và bật công tắc nguồn lên là nó sẽ có nguồn nhạc ra. Và cái việc chúng ta tinh chỉnh cắt code server chúng ta sẽ
cốt cắt tần số của súp thì em sẽ để 12 giờ để các anh em khi hát karaoke và khi nghe nhạc mạnh thì nó sẽ có cái sự uy lực mạnh mẽ đấy. Và cấu hình combo này thì đương nhiên là các anh em sẽ được trải nghiệm một bản karaoke rồi, bản karaoke mà chính ca sĩ bên công ty chúng em sẽ gửi tặng các anh em những cái bài ca nhẹ nhàng tình cảm ngọt ngào trên cấu hình combo 25.500.000 đồng và chúng em miễn phí vận chuyển toàn quốc. Đến với Zika sẽ được hưởng chọn những cái giá trị cốt lõi của một bộ cấu hình combo đồng bộ thương hiệu Ewood và được bảo hành chính sách 1 năm. Nghe chưa đủ thấy sẽ tin và các anh em sẽ đến với Zika chúng em qua một bản karaoke chính cấu hình combo. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, dọi suốt 100 năm một cõi đi về.